Hơn 2.000 khách hàng, đại lý, đối tác trên toàn quốc, với hàng trăm nhân viên với 3 chi nhánh trải dài 3 miền tại Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng. Trong quá trình hình thành và phát triển, Song Tấn tự hào là đối tác của các thương hiệu công nghệ nổi tiếng thế giới như Sony, Elecom, Sennheiser, Yamaha, Sendur, Elba, Pioneer, JVC và là nhà phân phối của các thương hiệu gia dụng đẳng cấp như Zilling, Dura, BK, Matchat, KitchenAir, Kuner, Zoku, Nordic Stream. Các đại lý tiêu biểu của Song Tấn phải kể đến như Thế Giới Di Động, Cellphone S, Hoàng Hà, Di Động Việt, FPT Shop, Viettel Store, Hnam Mobile và hàng trăm đại lý khác. Đó là một trong các điểm nhấn của hành trình 17 năm xây dựng, phát triển, định vị thương hiệu của công ty Song Tấn. Song Tấn đã xây dựng tầm nhìn bằng khát vọng tiên phong cùng chiến lược đầu tư dài hạn và phát triển bền vững, phấn đấu trở thành doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực phân phối sản phẩm, phụ kiện điện tử và đồ gia dụng, là đối tác đáng tin cậy nhất đối với các nhãn hàng, đại lý, là sự lựa chọn hàng đầu cho người tiêu dùng, chung tay vì cộng đồng xã hội. Chặng đường 17 năm hình thành và phát triển, không thể tránh khỏi được những khó khăn và thách thức. Khó khăn lớn nhất của cá nhân và của công ty đó là cái phương thức mà chúng ta dùng để làm việc. Chúng ta cần phải làm, đó là anh phải thay đổi gần như là toàn bộ về cấu trúc của công ty, thay đổi về phương pháp sử dụng giải pháp chuyển đổi số, gián tiếp và thông minh hơn, đạt những hiệu quả và các hoạt động, các hành động, kết quả nó kịp thời hơn. Theo kế hoạch của anh thì năm nay thì anh sẽ tập trung rất nhiều vào cái việc là xây dựng một cái tập thể, một cái hệ thống thông minh hơn. Tuy nhiên là vì nhiều yếu tố khách quan thì đến giờ này theo anh nhận định thì anh chỉ làm được khoảng 20% so với kế hoạch công việc. Nói như thế để biết rằng là những nhiệm vụ sắp tới trong năm mới thì công ty và tất cả những cái thành viên trong công ty chúng ta cần phải nỗ lực hơn trong vấn đề là chung tay với nhau để xây dựng được một hệ thống về cấu trúc, về phương thức làm việc nó thông minh hơn của công ty. Phải là một cái tập thể có một tinh thần teamwork mạnh mẽ, mọi người phải vì mục tiêu chung, phải phấn đấu để cùng đưa công ty tạo thành một khối thống nhất, họ tương hỗ, tương tác với nhau trên một tinh thần đoàn kết tốt nhất. Đó là mục tiêu đầu tiên. Mục tiêu thứ hai là công ty và thị trường nói chung, mà chúng ta sẽ có nhiều rất nhiều cái cơ hội nếu chúng ta thay đổi được
cái việc mà chuyển đổi số, chúng ta thay đổi được cái phương pháp chúng ta làm việc, và chúng ta sẽ vượt được những cái khó khăn để có được nhiều cái cơ hội dẫn đầu. Ở tuổi 17 rực rỡ, Song Tấn đang hội tụ sức mạnh cùng tâm thế hội nhập, chuyển mình trở thành công ty năng động hơn, chinh phục những tầm cao mới. Song Tấn đã có những năm tháng cùng nhau vượt qua những thăng trầm, những khó khăn trước mắt chỉ là thử thách để kéo chúng ta gần nhau hơn. We are the winners.